Ngày biến thế hoa rơi, Tề Thiên giáng bảng ghi lời chớ quên. Roi cầm như bộ mới nên, bỏ thời phải sửa bắt lên cho vừa. Roi cầm như thể roi đưa, đưa thời đưa thuận để giành tê mi. Bày ra tam chiến cậy cùng roi xanh, Tề Thiên giáng bảng chẳng lành. Nhét qua tả quật phá liền tam tinh, tàn dân roi ẩn tay mình, nằm lăn xuống đất thì mình cất qua. Bước già bái tổ, võ ca mới thành. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức màn võ trận với võ sư Sơn Văn Kha và các học trò của mình. Chào anh võ sư trẻ tuổi. Dạ, cho hỏi, thưa anh, trong môn võ bình định của mình thì cái đai màu nào là cao nhất ạ? À? Thưa anh, màu trắng. Màu trắng, à, ở đây anh đeo màu trắng. Bốn người này đeo màu vàng,
màu vàng là cao thứ mấy ạ? Huấn luyện viên hết anh. Wow, màu vàng là huấn luyện viên hết nha. Và bây giờ sẽ là phần bình chọn. Xin mời 100 khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn nha. Bắt đầu. Thời gian đã hết. Và bây giờ ý kiến từ các người chơi như thế nào? Anh Vũ Hà. Ủa anh Vũ Hà có quyền nói luôn hả? Anh vẫn còn tồn tại em. Ít ra cũng còn được 10 điểm. Vậy thì trước khi anh có ý kiến và có nhận xét thì có thể cho anh nói chuyện với hai người chơi được không ạ? Sao tự nhiên anh rụt rè e lệ vậy? Tại vì anh chỉ còn có 10 điểm. Anh muốn nói gì với họ nào? Anh Bạch ơi, anh nghe đây Hà hãy nói. Dĩ gia, người con gái xinh đẹp nhất đêm bên nay. Bên dòng sông Hương. Nói lẹ còn về nữa anh ơi. Anh còn có 10 điểm thì bây giờ anh xin anh Bạch và Dĩ gia hãy bế nhỏ chút thương tình. Cũng lấy chứ anh cũng không có đòi hỏi nhiều. À, ví dụ em còn 90 cho anh 50, còn anh Bạch có 160 cho anh 60, để anh có 100 như lúc đầu anh chơi cho nó thoải mái tâm hồn. Anh nãy cái dòng nhạc anh hát là thể loại gì vậy anh? Dạ xin thưa là freestyle. Có nghĩa là tất cả mọi thứ mình dồn vào khi mà mình anh xin. Anh Bạch ơi, giờ người ta cũng đã xuống nước, người ta nói quá rồi, giờ ý anh sao? Ô cái chuyện cho là cái chuyện tất nhiên rồi. Bây giờ mình mới vô vấn đề chính đây nè. Tôi xin được hỏi anh Kha, trong cái bộ môn của anh á. Trời đất ơi anh ơi, cho điểm rồi mới cho, xin là cho xong rồi cho rồi mới chơi. Thì trong thời gian anh nói anh câu giờ đến suy nghĩ coi cho bao nhiêu, hiểu chưa? Thì trong võ thuật hơi thở đóng vai trò như thế nào, và khi mình đấm ra hay khi mình thủ thế thì cái hơi thở như thế nào là nó hợp lý và nó đúng á? Thưa anh, cái hơi thở trong võ thuật rất là quan trọng. Đó, khi mình cái mấy động tác mình ra dứt khoát mình không để thở được là rất là mệt. Dạ, cũng giống như đi bơi không? Giống như mình đang đánh thì mình là nín thở lại. Đúng rồi, khi đánh là xả cái hơi ra. Giống như mình bơi á, giống như bơi chó. Từ cái chuyện võ thuật của người ta liên quan gì tới bơi chó trời. Tại sao về hèn chi ít điểm là phải. Sao không nghe ngày này gì em nói cái gì cũng sai ấy. Vì dạ em thấy sao với tiết mục vừa rồi, tiết mục võ trận của các bạn? Em thấy hai bạn nữ đánh rất là đẹp và có cái khí chất của người học võ, còn hai bạn nam thì hơi kỳ kỳ. Bạn số 4 hay làm em để ý nhiều hơn, bởi vì em thấy có nhiều cái có vẻ như bạn đang cố tình làm cho mọi người hiểu lầm là à tôi không rành và tôi hơi vụng về đó, nhưng mà không có qua mặt được em đâu nha. Cho nên là em đặt nghi vấn nhiều hơn cho bạn số 1. Nghi vấn của em nó cũng thay đổi lung tung ha. Theo anh thì ngược lại với Vĩ Dạ, bạn số 1 ra đòn rất chắc, còn bạn số 4 cái gì mà đáng lẽ là phải đưa như vậy đó, cái bạn xoay như vậy đó, người ta diễn lại. Ủa cái này là em theo trường phái võ gì? Dạ em nghiên cứu võ nhiều lắm anh. Dạ em tập trung tất cả các loại thế võ, nhưng mà bạn ấy đưa ra như vậy vào nhất là cái khí của bạn chém ấy. Xe không có vô. Bạn ấy là người giả mạo, còn bạn số 1 là không phải, còn đặc biệt hai người bạn nữ thì tuyệt vời, đặc biệt là mình thích cái vụ mà võ quạt. Còn anh Bạch thì sao ạ? Anh thì xin đặt cái số điểm của anh đặt rồi sao, còn dạ, dư xin thưa anh còn Bạch, dư lại là anh tặng cho Vũ Hà. Thôi anh cho luôn đi anh, tức là anh đặt nhiều rồi còn dư mới lại cho anh á. Anh đặt 160 cho Vũ Hà. Yeah, 100 điểm. Anh Bạch đặt cược vào số mấy ạ? Ai biết. Anh cho Vũ Hà trước rồi nó biết rồi. Tôi cho điểm anh mà 60. Công nhận nha, mới có điểm cái giọng hơi lớn lớn rồi đó. Cái giọng hơi lớn lớn một chút rồi đó. Cuộc đời mà lên voi xuống chó. Dạ. Dạ anh Hà. Dạ. Hai đứa mình giờ ngang nhau rồi. 90 với 70 làm sao ngang nhau được. Không mấy giờ Vĩ Dạ cho anh 10 điểm đi, hai bên bằng nhau 80. Thôi anh ngang hàng một cái ảnh đối xử với em khác liền. Em biết lắm. Rồi anh Hà anh lực dễ sợ lắm anh ơi. Dạ. Em còn con cái anh ơi, em ở nhà nữa anh. Trời ơi, ở đây là đi, chương trình kẻ thách thức chứ không phải là cái nơi mà tập trung là giờ mà là cho những người mà cơ nhỡ. Không, ý em nói là em còn gia đình còn gánh nặng nữa. Bây giờ anh muốn đặt cược vào số mấy nào? Giờ mình có tới 70 điểm rồi nè. Đấy, có 70 chơi hết 70. Bao nhiêu anh? 70 và cho số mấy? Cho số 4. Số 4. Trời.
Vừa đặt cược cái số 4, cái tiếng chuông nổi lên vậy. Trời ơi. Mời anh Bạch đặt cược. Anh chọn số 3. Số 3, 100 điểm. Còn Lâm Vy Dạ. Số 1 và số 4 làm em phân vân nhiều. Số 4 đi. Dạ. Đi cùng với anh đi em. Vy Dạ, em đặt cược vào ai? Em nghĩ là số 1 anh ạ. Rồi em cược bao nhiêu? 90 điểm cho số 1. Bây giờ mình xem tỷ lệ bình chọn từ khán giả nha. Đây, tỷ lệ bình chọn mà khán giả đặt cược cho 4 thí sinh ở đây. Số 1, khán giả bình chọn 36%. Số 2, khán giả bình chọn 8%. Rất ít người nghĩ rằng cô gái này là kẻ thách thức. Số 3, 16%. Và số 4, 40%. Và bây giờ, ba người chơi có muốn thay đổi quyết định của mình hay không? Anh Vũ Hà. Không bao giờ thay đổi. Vì khán giả luôn luôn là người yêu mến và sẽ đưa mình lên. Vậy là vẫn 70 điểm cho số 4. Anh Bạch nghĩ sao ạ? Anh giữ quyết định sau cùng của mình. Số 3. Số 3. Còn Lâm Vy Dạ? Số 4. Đúng. Em muốn thay đổi, em chọn thử số 4 coi. Lát hồi mà chị thua thì em lo em về trước chị nha cưng nha. Nha. Em ơi, cô gái ở cái tiết mục trước á đã phải đền mấy thùng sữa cho chị Lâm Vy Dạ rồi. Bây giờ tới em là không biết chị Dạ cho đòi tới cái gì nữa đây nha. Chắc chuẩn bị mua bột cho con chứ ăn giùm anh cái. Lần cuối cùng chúng ta sẽ có 3 giây để suy nghĩ là các bạn, người chơi của chúng ta có muốn có một cái sự thay đổi nào nữa hay không? Phải thay đổi thôi. Trong 3 giây, Lâm Vy Dạ đã thay đổi điểm đặt cược của mình còn 80 điểm. 80 điểm. Vẫn dành cho số 4. Anh Thanh Bạch vẫn giữ nguyên 100 điểm cho số 3. 70 điểm của anh Vũ Hà là dành cho số 4. Và bây giờ chúng ta sẽ xem kẻ thách thức thật sự là ai. Bắt đầu. Số 4. Một lần nữa quý ngài rực rỡ của chúng ta đã đặt cược chính xác. Số 3 là kẻ thách thức. Rồi. Tôi nhận thấy có hai con người đang trong trạng thái suy sụp tỉnh dậy nè. Có ai đó trục vớt Lâm Vy Dạ dậy giùm tôi được không? Dạ, đứng lên em. Nghe lời anh, chưa bao giờ mà em có thể thương khán giả của em như lúc này. Và em cũng thương luôn cả cái anh âm thanh. Thôi đủ rồi. Trời ơi, chưa bao giờ mà em đi chơi một cái game show mà em thua từ đầu tới cuối. Chưa bao giờ mà em không có một đồng nào mà em đi ra về. Một lát nữa tiền xe đâu em về đây. Yên tâm, lát khán giả mọi người gom góp cho anh Hà Chúc Đỉnh đi xe về. Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay anh Hà nghe lời khán giả cho nên bây giờ anh Hà mới trắng tay. Và khán giả phải chịu trách nhiệm về cái sự thua đậm đà này của anh Vũ Hà. Bây giờ mình hãy trò chuyện với những người còn lại nha. Chào em, tên gì và bao nhiêu tuổi cưng? Dạ, em tên Trương Nguyễn Trung Tấn, năm nay em 13 tuổi. Trời 13 ơi. Tuổi nhỏ xíu hả? Tập luyện bao nhiêu năm rồi cưng? Dạ, 8 năm. Trời ơi, 13 tuổi tập luyện 8 năm. 5 tuổi là đi học võ rồi. Giờ đây cái đai màu vàng này phải là đai thiệt không? Dạ, đai thiệt. Là huấn luyện viên đó quý vị nha. Đây, cô gái số 2, cái người mà ít người nghi ngờ nhất, giới thiệu về mình nào cưng? Dạ, em tên là Trương Nguyễn Bảo Trân, em đến từ trường trung học phổ thông Trưng Vương. À, năm nay em học lớp 12A12. 12A12, học võ mấy năm rồi? Dạ, 11 năm rồi. Ở trời. Học lớp 12, học võ 11 năm. Số 4. Cái nhân vật mà chị Lâm Vy Dạ và anh Vũ Hà đặt cược vào em giới thiệu về em đi. Em tên Phan Hữu Lộc, năm nay 15 tuổi. Tới giờ phút này em còn gạt chị nữa hả em? Đây đúng rồi em ơi, em nó mới dậy thì mà có mụn nè, thấy không? Đang tuổi dậy thì, đó. 15 tuổi học võ 7 năm, tức là 8 tuổi là anh học võ rồi. Em, cái đai này đai thiệt của em luôn không? Dạ, thiệt. Rồi nãy sao lúc diễn cố tình hay sao mà để cho nhiều người nghi ngờ mình quá vậy? Dạ không, bị dấp. Dạ không, bị dấp. Trời ơi. 15 tuổi, cho nên em nó rất là thành thật. Học võ bao nhiêu năm mà bị dấp? Học võ 7 năm. Mà bị dấp. Em dấp một cái dưới này chị dấp hết tiền luôn đấy.
Vì một cái dắt của em mà chị chắc tay em thấy chưa? Vừa lòng hả dạ em chưa? Cảm ơn em nha. Cảm ơn ba thí sinh 1, 2 và 4. Các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. 100 pháo tay cho các bạn ấy nào. Rồi mời các em vào trong nghỉ ngơi. Cô gái này á được đánh giá rất là cao trong tiết mục vừa rồi. Kể cả 100 khán giả ở đây luôn, cũng chỉ có mười mấy người nghĩ rằng Quế là kẻ thách thức thôi. Em giới thiệu về em đi, em thật ra là ai, tập võ được bao lâu rồi? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai, là sinh viên năm 3 khoa dược của trường đại học Hữu Tết. Em tập võ được 3 tuần. Có 3 tuần thôi mà thần thái ra rồi bung quạt. Em nghĩ là chương trình sẽ đánh lạc hướng mình bằng cách là cho nam chứ không để cho nữ, ai ngờ. Học dược xong lo học dược đi, vô đây làm chi? Vô đây làm chi trời. Đất ơi, múa một chút xíu cái mặt xanh nè kìa. Trời đất ơi, không có hạt với em đâu nghe chưa. Lần sau có ai xúi vô chương trình thì đừng có vô nha. Gặp mấy anh chị lớn anh này Hà có tội ơi, người ta tuy học võ 3 tuần chứ người ta bung quạt ra là mình cũng nám mặt như chơi đó nè. Thì bây giờ vậy nè, mình coi coi cái quá trình tập luyện của cổ ra làm sao mà trong vòng 3 tuần lễ cô làm được như vậy. Mọi người cùng theo dõi nha. Em muốn cho mọi người biết là một sinh viên khoa dược, đặc biệt là con gái nữa, thì lại càng đa năng hơn, càng năng động hơn, chứ không phải là cứ suốt ngày chỉ biết có sách vở thôi. Trong 3 tới 4 tuần được tập luyện với thầy Kha thì em thấy là võ trong bình định rất là thú vị. Ngoài những cái bài tập mà thầy tập cho tụi em để có thể đi biểu diễn được thì thầy còn có chỉ cho tụi em những cái thế có thể áp dụng vào thực tế nữa. Đã thử thách thì phải thử thách cho bạn đó cho được. Thì nói chung bạn đó tập cũng có nhiều lúc thì cũng buồn đó, cũng la mắng rất là nhiều. Nhưng mà vì bạn đó cũng vì cái đam mê thì cũng cố gắng tập luyện với thầy, sáng tập thì chưa rảnh, nói chung là rảnh giờ nào hai thầy trò alo nhau thì ra đó là giảng dạy vậy. Thầy nghiêm khắc tới từng cái tấn, từ cái tay thầy đi chỉnh cho từng bạn một, để giống như là khi mà đào tạo ra được một bạn nào đó thì bạn đó phải chuẩn tất cả các tư thế. Tôi, Nguyễn Thị Tuyết Mai, là thí sinh của chương trình Kẻ Thách Thức. Rất là khâm phục em, một cô gái chỉ với 3 tuần lễ mà em đã làm được cái điều mà ít ai nghĩ đến. Và chỉ có một mình anh Thanh Bạch nhận ra em là kẻ thách thức mà thôi. Cảm ơn em, cảm ơn võ sư Sơn Văn Kha đã đến với chương trình. Chào tạm biệt hai thầy trò. Dạ thưa quý vị, bây giờ là cái phần mà tôi cũng rất là ngại ngùng khi phải nói lên. Bởi vì đều là những người đồng nghiệp thân thiết của mình cả. Lâm Vi Dạ ở cái vòng đầu tiên thì rất là hãnh diện, thậm chí có một chút kiêu ngạo. Bởi vì lúc đó em ấy là đại gia. Và bây giờ khi kết thúc chương trình thì điểm số của Lâm Vi Dạ còn lại và rất khiêm tốn 10 điểm. Và thực ra từ đó đến nay trong chương trình Kẻ Thách Thức đó quý vị, chưa có một nhân vật nào mà có được một cái kỷ lục mà khiến chúng ta phải ngưỡng mộ đến như thế. Là bởi vì cả 3 tiết mục đều lựa chọn sai. Ở những người khác đến tham gia chương trình cũng có những người không còn điểm. Nhưng mà ít ra họ đã từng có một trong 3 lần lựa chọn chính xác Kẻ Thách Thức. Chỉ có đây là trường hợp đầu tiên duy nhất và có thể là mãi mãi không ai lặp lại được. Trong một chương trình chọn sai bét hết cả 3. Mặc dù đã được cho tặng từ thiện trước đó rồi, nhưng mà một lần nữa anh ấy đánh mất tất cả những gì mà anh ấy có. Điểm số trở về như chưa hề có cuộc chia ly là 0 điểm. Ca sĩ Vũ Hà đang núp bóng ở dưới kia. Và một người mà quá quen thuộc trong chương trình này, đầy kinh nghiệm, cho nên anh ấy dễ dàng nhận ra đâu là kẻ thách thức thật sự. Và cái chiến thắng đầy thuyết phục ngày hôm nay của anh ấy không có gì làm chúng ta phải ngạc nhiên. Nhưng chúng ta vẫn phải dành cho anh ấy một sự ngưỡng mộ vì sự tinh tế của mình. 200 điểm dành cho anh Thanh Bạch với phần thưởng trị giá là 10 triệu đồng.